Tối 18 tháng 8, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, ngày 15 tháng 8, Quách Tuấn Anh sinh năm 2003, ngụ quận 4, nhắn tin rủ Trần Đoàn Thế Hải sinh năm 2003, ngụ quận Bình Thạnh và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè xem xe ai mạnh hơn. Sau lời rủ rê, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kè tốc độ. Các đối tượng chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để đua xe. Khoảng 20 giờ 30 phút, các đối tượng đi đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống xa lộ Hà Nội. Tiếp đó, nhóm quay lại cầu Sài Gòn thì bị Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh chặn bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 40 quái xế và 34 xe máy các loại. Công an cho biết các đối tượng tham gia đua xe đa phần là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, không có giấy phép lái xe. Các đối tượng đã sử dụng nhiều xe máy được độ chế chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.